Việc kết hợp sử dụng các sản phẩm trị mụn với nhau nhằm tăng hiệu quả trị mụn được rất nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin về những sản phẩm mà bạn có ý định kết hợp chúng. Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi thắc mắc Cleansit MS dùng với BHA được không? Việc kết hợp sẽ mang lại hiệu quả trị mụn như thế nào? Sau đây shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ có câu trả lời cho chị em trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. BHA dùng chung với Cleansit MS được không? Sự kết hợp hoàn hảo giữa Cleansit MS và BHA trong điều trị mụn sẽ mang lại cho bạn kết quả bất ngờ. Hai sản phẩm này được các bác sĩ da liễu tin dùng, bởi vì chúng có thể điều trị mụn rất tốt và hạn chế tối đa nguyên nhân hình thành mụn và tái phát mụn. Hiện tượng đẩy mụn khi kết hợp Cleansit MS và BHA là bình thường, vì khi sử dụng BHA sẽ thấm sâu vào bên trong lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa, bã nhờn sâu trong nang lông, khi dầu thừa được đẩy lên gặp vi khuẩn trên da gây ra mụn viêm. Đừng nên lo lắng vì đây là hiện tượng ai sử dụng cũng sẽ gặp. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo trước ý kiến của bác sĩ da liễu hoặc người có chuyên môn trước khi sử dụng, vì nếu dùng không đúng liều lượng, sai cách sẽ khiến cho da của bạn bị nổi mụn nhiều hơn. Nếu không biết cách xử lý sẽ xảy ra tình trạng hư da như là nổi mụn ồ ạt và mất kiểm soát kèm ngứa, mẩn đỏ. Do hai sản phẩm này đều có thể gây kích ứng cao như bong chóc da, nóng rát, đẩy mụn, nên khi kết hợp sử dụng, bạn cần dùng BHA ở nồng độ từ thấp đến cao để da có thể quen dần. Tuần đầu tiên bạn nên sử dụng Cleansit MS và BHA từ 1 đến 2 lần trên tuần. Sau khi da đã thích ứng, bạn có thể tăng tần suất sử dụng lên 3 lần trên tuần cho hai sản phẩm trên. Bạn có thể dùng Cleansit MS vào buổi tối và BHA vào buổi sáng để giảm sự kích ứng nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.